Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách anh em làm nào để có thể dán một tấm dán cường lực đơn giản tại nhà mà tự mình cũng có thể dán được. Anh em cùng xem clip này nhá, xem các bước mình dán nhá các bạn nhé. Mình biết là thời gian của các bạn rất là quý giá, cũng như là nhiều khi các bạn đến cửa hàng dán nhưng mà các chủ cửa hàng dán lại không được đẹp, không được như mong muốn thì nó rất là khó chịu. Bởi vậy nên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em có thể dán được tại nhà. Nhiều khi anh em đỡ phải mất thời gian vì bây giờ anh em có thể là gần như đặt online cũng rất là đơn giản rồi. Đấy, thì khi mà anh em mua những cái tấm kính cường lực như thế này ấy, thì anh em bao giờ nó cũng sẽ có những cái sticker như thế này để anh em có thể vệ sinh màn hình cũng như là toàn bộ máy của anh em đó, những cái vết bẩn này. Thì đầu tiên nó sẽ cho mình một cái khăn ướt nhé, một cái giấy ướt. Giấy ướt này thì sẽ bao gồm đây, nó sẽ như thế này và nó sẽ có một chút cồn để làm sạch những cái chiếc máy của chúng ta. Ví dụ như máy của chúng ta mà có dính những cái vết dầu mỡ, mồ hôi tay thì cũng sẽ được cái cồn này nó làm sạch. Nếu mà anh em không có cái cồn này thì anh em có thể chọn một cái khăn ướt. Đấy, một cái khăn ướt và anh em vệ sinh cũng được nhé. Cái lúc mà anh em vệ sinh máy là quan trọng nhất anh em ạ. Anh em đừng để có một cái hạt bụi nào trên bề mặt. Nếu mà có hạt bụi ấy thì lát mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy. Và trong cái lúc dán ấy thì anh em lưu ý là hãy tắt hết quạt và để trong phòng không có gió cũng như là bụi nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc một cái kính cường lực full màn hình này ra. Đó, ngang màn hình để anh em có thể căn được cái lỗ màng loa cũng như là hai bên hông. Đấy, mình tắt nó đi. Đó, anh em hãy nhìn kỹ nhá. Đấy, khi mà vệ sinh sạch rồi ấy thì anh em đặt lên như này thì anh em nhìn rõ cho mình nhá, nhìn rõ cho mình này. Mình sẽ căn từ cái màng loa này trước. Đó, mình căn cái màng loa này trước. Sau đó mình sẽ căn hai bên hông. Mình căn hai bên hông xem là nó có cân đối không. Đấy, nó cân giữa bên này này. Đó, nó cân giữa bên này và bên này. Bắt đầu là mình đặt xuống. Mình đặt xuống thì nó sẽ tự hút nha các bạn nhé. Những cái tấm kính này nó sẽ tự hút này. Đó, ví dụ như là vừa như đây, các bạn nhìn kỹ nhá, là nó có một chút bụi này, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đây, nó có một chút bụi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể lấy bụi. Bao giờ thì các bạn mua kính cường lực thì nó sẽ có những cái sticker như này, thì các bạn sẽ lấy cái sticker này ra, đấy, nhìn như mình nhá, và các bạn sẽ cầm lấy một cái móng tay, các bạn lấy cái móng tay của các bạn này thật là nhẹ thôi nhá, đó, và các bạn lấy bụi này. Nó nằm ở trên, nó nằm ở dưới thì các bạn lấy ở dưới. Còn nó nằm ở trên thì các bạn lấy ở trên. Đó, khi mà lấy xong rồi thì các bạn thả xuống. Các bạn vuốt này. Đó, tương tự ở các chỗ khác thì cũng thế thôi. Các bạn xem là nó có bị hay không. Nếu mà bị thì các bạn cậy nhẹ thôi. Đấy, các bạn lấy là nó sẽ hết. Những cái tấm dán cường lực mà nó xịn ấy thì nó sẽ tự hút rất là nhanh các bạn nhé, tự hút rất là nhanh và nó dán nó vô cùng là đơn giản thôi các bạn ạ. Đó, vậy là mình đã hoàn thành cái bước dán kính cường lực vô cùng là đơn giản cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần 3 phút là các bạn có thể dán kính cường lực tại nhà được. Các bạn thấy không ạ, các mép này mình căn rất là chuẩn này. Đấy, đầu tiên thì các bạn hãy căn cái màng loa này cho nó thật là cân, bởi vì nếu mà nó không cân ấy thì nhìn nó rất là khó chịu, phải không ạ? Đó, sau khi mà căn cái màng loa này thật là cân, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Nó rất là cân này. Thì bắt đầu là mình sẽ tiếp tục đến cạnh bên phải và cạnh bên trái nhìn nó cân bằng. Các bạn để khuôn mặt của các bạn ở giữa đây. Ví dụ đây là khuôn mặt của mình. Thì mình sẽ nhìn giữa đây xem nó cân chưa. Đó, và khi mà cân rồi thì mình sẽ đặt xuống. Và bắt đầu mình sẽ đặt xuống và mình dán. Nếu mà các bạn mà không cân ấy thì ví dụ nhá, đây là trường hợp là không cân nhé, thì các bạn hoàn toàn có thể lột ra và dán lại được. Các bạn hoàn toàn có thể lột ra và dán lại được nhé các bạn nhé. Đây ví dụ
Các bạn đang dán không cân đúng không ạ? Thì mình sẽ lột ra và dán lại cho các bạn. Các bạn xem. Đấy, các bạn căn tiếp tục. Đấy, căn. Đấy, căn tiếp nhé các bạn nhé. Các bạn đặt lại giúp mình. Các bạn căn tiếp và đặt lại giúp mình. Đấy, mình sẽ lại làm lại. Đấy, các bạn không lo đâu nhé. Nếu mà nó bị lệch thì các bạn hoàn toàn phải nhấc lên và dán lại được. Được không ạ? Các bạn thấy ok không ạ? Đây, vậy là mình đã lại dán lại được rồi nhé các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà mình dán lỗi thì mình có thể nhấc lên và dán lại được. Nhưng mà các bạn lưu ý là phòng không có bụi nha các bạn nhé. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong và dán rất là đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang bị cho nó một chiếc ốp lưng chống sốc, cầm cho nó rất là chắc chắn. Thì khi mà các bạn lắp ốp lưng ấy thì các bạn hãy vệ sinh cho sạch nhá. Đó, các bạn đặt như này. Đó, ok không ạ? Rất là chắc chắn. Và chiếc ốp lưng này ấy, thì nó cao hơn là chiếc kính cường lực này nên nó sẽ rất là khó vỡ. Khi mà các bạn lắp kính cường lực cũng như là dán ốp lưng thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà các bạn bị rơi hay là bị con nhỏ các bạn cầm thoải mái các bạn đưa mà không có sợ bị hư màn hình hay là vỡ hỏng các thiết bị bên trong. Tâm Đức Mobile, đồ Apple chất. Anh em nào mà muốn đặt hàng thì hãy click vào đường link bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.